Em chào các bác. Hôm nay thì còn một cái con Bluetooth hàng trưng bày lấy cửa siêu thị Nhật về thì em bán nốt, xả nốt nhé. Còn con cuối cùng của cái lô. Thì như các bác biết rồi, nên lần trước em có quay một cái lô nhiều các cái con này đúng không? Thì mỗi con giá nó khoảng tầm 350, 390 một con loa Bluetooth này, loa Bluetooth cầm tay nhé. Đây các bác nhìn này, loa Bluetooth cầm tay. Tại sao nó gọi là cầm tay? Bởi vì đây nó rất là nhỏ gọn và mình có thể là đặt là vừa mà cái lòng bàn tay của mình. Để mình xách đi xách lại, để mình nghe, mình bắt Bluetooth vào đây mà mình nghe thay cái loa điện thoại rất là hay nhé. Đấy, cái loa điện thoại nó bé đúng không, thì mình dùng các cái loa này thì nó sẽ phóng được cái âm thanh của điện thoại nên nghe nó to hơn, và nó sẽ giúp mình là đỡ bị rè cái loa điện thoại của mình. Bởi vì loa điện thoại của mình khi mà mình sử dụng nghe nhạc nhiều quá nó dễ bị rè đúng không. Hoặc một số các cái bác mà hay kiểu làm rơi điện thoại ấy, rồi điện thoại nó tạch tạch thi thoảng nó bộp cát nó rơi ấy, thì em khẳng định luôn là sẽ có những bác bị rè loa điện thoại đấy. Và đi bây giờ đi sửa cái loa này là hết vài triệu đấy, nên là vài trăm, ít nhất là phải vài trăm nghìn đấy. Thì thay vì thế thì mình có thể là kết nối Bluetooth sang cái loa này đấy. Xách đi cho nó tiện nhá, xách đi cho nó tiện để mình nghe nhạc từ cái Bluetooth của con này ra. Thế thì đây là một chiếc loa Bluetooth thương hiệu của Nhật nhé, Bluetooth Super này. Nó tên Nhật nó đây này, tên Nhật nó đây này, đấy, và model nó đằng sau nhá, này model nó đằng sau này, đấy, cái tên Nhật của nó này, này, đây, và cái tên model của nó là con ZMBS PR, đấy, con này là nguồn vào sạc DC 5V và 500 mAh, tức là con này nó trong này nó có một cái pin, có một cái pin sạc, đấy thì mình sẽ cắm cái sạc vào từ cái sạc điện thoại của mình, cắm vào đây. Để mình sạc pin đầy thì mình lại dùng. Thì mỗi lần dùng thì nó sẽ dùng được trong khoảng tầm 4 đến 5 tiếng gì đấy, liên tục nhé. Đấy, và đây, ở dưới này nha, nó có một cái dây sạc các bác nhìn nữa. Đấy, này có một cái dây sạc nhé. Sẽ có đi kèm một cái dây sạc cho các bác để các bác có thể là cắm sạc vào. Đây, sạc thì bên này. Đấy, sạc thì bên đây. Sạc thì bên đây. Đấy. Loa vẫn là đang lên điện bình thường nhé. Đấy, ok không ạ? Đấy. Thì cái này nó đang nằm ở trong hộp. Đấy. Thì em chỉ cần bấm em thử để biết là nó vẫn sống và nó vẫn đang có tiếng nhé. Đấy. Không cần phải bóc cái này ra luôn. Đấy, có thấy không? Đấy. Còn bác nào cần thì em sẽ bỏ ra em test bản giao khi các bác lấy nhé. Đấy. Mà tốt nhất là thôi các bác nào lấy con này thì em sẽ test bản giao cho các bác. Đấy. Con này thì em bán xả thanh lý luôn. Đấy, bình thường nó con này 350 thì em bán xả thanh lý con này 190 nhá, bằng là mua Ano cho em. 350 400 một cái máy này. Nhưng mà thôi em bán xả là 190, bác nào mua Ano nhá. Đấy. Đây muốn tắt nguồn thì ấn hai lần nút nguồn nhá. Powering off. Đấy, nó sẽ tắt này. Ok không ạ? Này. Hàng của đội địa Nhật. Hàng xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy. Dùng cho iPhone, iPod, Touch, iPad, Android. Ok không ạ? Đó, nha. Ok nha. Đấy thì con này giá nó 1.9 thôi. Để bác nào mua alo cho em. Đấy, còn duy nhất một con là bác nào đấy thì alo nha. Vâng. Đấy. Và con này em bán xả thanh lý rồi nên là em sẽ không ship code nha. Để tránh những cái trường hợp nhiều bác là đặt hàng cho vui vui xong rồi giữa đường này ủi anh thì không lấy nữa đâu thì em bán cho người khác đi, thì em xin lỗi các bác này. Cái tiền ship đi ship lại nó bằng sừ nó mất sừ nó 7-80 rồi. Đấy. Thì bán cái loa này đã thanh lý 190 rồi, bây giờ mà chẳng may các bác này đổi ý các bác không lấy nữa thì có mà em lại chết toi luôn. Đấy, 70 lại lỗ thêm vào đây 70-80 nghìn nữa. Thế thà em vứt quách cái loa đi cho rồi. Đấy. Đấy nhá, thì nên là các bác nào ai lấy cái con này thì là các bác alo em và chuyển khoản luôn giúp em nhé, 190 nghìn thôi. Đấy, bác nào mua alo nhé. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.